Sau khi công bố sắp đón con đầu lòng, Quang Hải được nhìn thấy cưng chiều bà xã Chu Thanh Huyền hơn trước. Hầu như việc gì anh cũng làm thay bạn đời, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Hơn một tuần sau đám cưới rình rang, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đang cùng tận hưởng quãng thời gian tân hôn vô cùng hạnh phúc. Ngay sau hôn lễ, tiền vệ gốc Đông Anh lập tức đưa vợ đi trang mật ở Phú Quốc. Trở thành vợ chồng hợp pháp và công khai chuyện sắp đón con đầu lòng, Quang Hải cùng bà xã xinh đẹp thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Những động thái quan tâm, chăm sóc của chàng cầu thủ ngôi sao dành cho vợ bầu cũng được dân tình đặc biệt chú ý. Theo tiết lộ của Chu Thanh Huyền, trong chuyến trăng mật ngọt ngào tại Phú Quốc vừa qua, khi cô nàng chụp ảnh sống ảo, tạo dáng khoe bụng bầu thì Quang Hải phía sau đang lững thững dọn đồ cho mình. Nghe xong chia sẻ của nàng Wax, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cô. Còn nhớ tiền vệ sinh năm 1997 từng tâm sự, khi yêu, anh muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ của mình. Bởi vậy khi ở cùng vợ, chàng cầu thủ không ngại lăn vào bếp nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, rửa bát. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng được nhìn thấy lột bỏ vẻ ngoài nghiêm túc, trầm lắng trên sân cỏ chịu khó phối hợp với những màn quay video nhí nhố của bà xã Chu Thanh Huyền. Anh chàng càng không ngại làm những động tác mềm dẻo, trẻ con miễn là bạn đời vui và video của hai vợ chồng được nhiều người đón nhận. Sau tuần trăng mật ở Phú Quốc, Quang Hải đã trở lại hội quân cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội và lên đường đi Vũng Tàu tập huấn. Trong thời gian xa nhà, chân sút 27 tuổi thường xuyên gọi điện về hỏi thăm vợ. Trong livestream mới đây, Chu Thanh Huyền đã kể về phản ứng của Quang Hải khi nghe tin kênh TikTok chung của hai vợ chồng đã đạt được hơn 100.000 lượt theo dõi chỉ sau một tuần tạo kênh và sở hữu nhiều video triệu view. Chồng em cũng vui, nhưng chồng em bảo chồng không có nhà thế thì vợ bị bí content thà, bị bí ý tưởng, không có gì để cắp nữa à, vợ ở nhà chẳng có ai quay video cùng để mà cắp, chán lắm, nàng Wax 10X chia sẻ. Chu Thanh Huyền cũng thừa nhận không có Quang Hải ở nhà đành phải đăng lại những video được quay trong chuyến trăng mật vừa qua. Đồng thời cô nàng hứa hẹn khi chồng về lại nhà sẽ tiếp tục làm video và cập nhật lên kênh cho mọi người cùng xem. Tại diễn biến khác, ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, vừa đưa ra danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á. Đáng chú ý trong danh sách này có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Nhận xét về chàng cầu thủ, AFC viết, giải đấu năm 2018 đã giới thiệu tài năng của Quang Hải đến với thế giới. Trong số những bàn thắng của Quang Hải, người hâm mộ nhớ nhất cú sút phạt đẹp mắt vào lưới tuyển Uzbekistan trong trận chung kết. Nó đã vinh dự được gọi với cái tên mỹ miều cầu vồng trong tuyết. Quang Hải sau đó liên tiếp tỏa sáng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh giúp đội nhà đánh bại tuyển Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó. Hành trình vào tứ kết ASEAN Cup 2019, vòng loại cuối World Cup 2022 của Việt Nam cũng có dấu ấn của Quang Hải. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của Hải Con là điều không bất ngờ khi mà tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, một mình anh chàng này đã ghi 5 bàn thắng, qua đó góp công lớn đưa U23 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết của giải đấu. Đặc biệt trong số các bàn thắng của tiền vệ gốc Đông Anh năm đó, cú sút phạt cầu vồng tuyết làm tung lưới tuyển Uzbekistan ở chung kết vẫn được giới truyền thông và người hâm mộ đánh giá rất cao. Chung mâm với Quang Hải còn có Lee Kang In, Akram Afif hay Sufanat Miuinta. Tại vòng chung kết gần nhất, ngôi sao sáng nhất là Firas Al Raikan của Ả Rập Xê Út, người đã có nhiều đóng góp giúp đội nhà đoạt chức vô địch U23 châu Á 2022. Có thể thấy, sau khi cưới Chu Thanh Huyền, Quang Hải liên tục đón nhận những tin vui trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Thế này bảo sao anh chàng không cưng chiều vợ cho được.